Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Phan Minh Thiên. Mình tên là Phan Văn Tài. Chúng mình là cựu học sinh của trường trung cơ sở Trung học phổ thông Khánh Hưng. Hiện tại là sinh viên ngành khoa học máy tính của Đại học Tân Trào. Nhận được học bổng để theo học ngành khoa học máy tính tại Đại học Tân Trào là ước mơ của nhiều bạn sinh viên, và em cũng không ngoại lệ. Cảm giác may mắn khi có được cơ hội này thật khó diễn tả thành lời. Là một người yêu thích khoa học máy tính, em rất vui mừng và biết ơn Đại học Tân Trào đã trao cho em một cơ hội để theo đuổi đam mê của chính mình. Học bổng này không chỉ cung cấp và hỗ trợ về mặt tài chính mà còn là nguồn động lực thúc đẩy em học tập chăm chỉ hơn, tạo ra những thành tích xuất sắc trong quá trình học tập. Nó còn mang lại cho em sự tự tin để khám phá những lĩnh vực mới. Xin chào quý thưa cô và các bạn, em tên là Phan Minh Thi, là cựu học sinh của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Khánh Hưng. Hôm nay khi bước vào trường, em cũng thấy rất là vui khi được gặp lại các thầy cô giáo và đồng hành cùng với trường Đại học Tân Trào đã mang đến 10 suất học bổng cho các bạn học sinh nhằm bước tiếp ước mơ trên con đường học tập. Điểm khác biệt lớn nhất ở đại học và trung học phổ thông là kiến thức chúng ta nhận được ở đại học mang vấn đề hệ thống tổng quát, còn kiến thức ở trung học phổ thông là chúng ta nhận được ở mức độ nhận biết và cơ bản. Môi trường đại học nói chung và trường đại học Tân Trào nói riêng thật sự rất thú vị. Chắc chắn các bạn 2 năm sẽ cảm thấy thích thú và bất ngờ. Vậy các bạn đã sẵn sàng cho mình khám phá và trải nghiệm thế nào? Nhanh tay đăng ký xét tuyển vào TTU với 4 phương thức xét tuyển đơn giản và tham gia khóa học UniRep, sẵn sàng hành trang vào đại học do Đại học Tân Trào tổ chức để trải nghiệm môi trường rèn luyện tiếng Anh và kỹ năng học thuật cho sinh viên để sẵn sàng cho môi trường mới.